Ủa cái tổ nằm đâu anh Thạch? Hôm qua anh bắt ngỏ ở đây nè mà nó khô. Nó có chừng xị mấy à? Bự không? Ủa bự không? Bây giờ mấy anh em mình chạy vô trong đó nha mọi người. Đây là mình vô bắt cái tổ ong để người ta làm chàm nha mọi người. Thì ổ mặt nó nằm sát ngay chỗ người ta làm chàm thì để người ta bắt, không bắt thì người ta làm dần không được. Giờ anh bắt để cho đi chỗ khác để người ta làm chàm. Giờ mấy anh em đang làm đuốc. Cao anh Thạch? Gần chục mét luôn hả? Chục mét đó không? Khùng, khùng cái đó 5-6 mét. Dưới mát rồi. Đá dừa thôi em ơi. Nhiều nặng chứ được gì đâu mà. Nó cắt bà lá tươi dừa thôi. Cắt gì dừa thôi, đừng cắt lá dừa nha, đây không có lá dừa rồi cắt. Đây có đám dừa đây nè. Đáng quá trời. Cây này cột cũng đâu cháy đâu nè anh Thạch nè. Thôi. Thiệt mà. Anh không tin tưởng hỏi em đâu. Quéo quá. Quéo quá. Làm anh lần rồi em ơi. Ủ lên trên bắt ổ ong xong xuống còn cái cùi không cái đuốc rớt mẹ đất á. Thôi bữa ổ ong nó hiện ra liền. Ở đâu? Mày không nhớ hả? Thì bắt ong miếng cường hả? À. Điên. Kiếp. Bó cái đuốc mà nó cháy, tao chưa tới cái ổ ong thấp mà chưa tới ổ ong nữa, không muốn hết cái đuốc rồi. Thấy tao vô gần sợ thấy mẹ luôn. Sợ chậm cây giống vậy. Sợ cười giá tị. Thật không như thật á. À, xong cái đuốc này nha anh em, giờ tiến hành đi vô tổ ong. Xe cũng có đi tìm sao? Để xe ở trong đi, xe trong thì bỏ xe đây gì ra, còn có dấu không á. Vậy hôm nay không có nắng. Qua tính chạy ra rước anh rồi, mình cường nó thôi, ở đây đi, để anh chạy thêm rước cho. Qua mua dịch quay về xuống mập luôn hả? Quay ngoài chỗ thằng Điệp đó. Lì chạy giấm rồi quay luôn kìa. Ghê không, thấy ghê không? Sắp tới ổ ong rồi anh em. Thấy mới lạ. Đó nữa chứ. À thấy rồi. Thấy không? Sốt mày luôn. Nó đâu phải là nằm cái chạm. Nằm cái giá tỷ mà. Kìa ô nằm cái giá tỷ anh em. Giá tỷ mà chứ đâu phải chạm đâu. Đó, chỗ ông này cũng to nè. Không, đứng ở đây quay cho anh em dễ coi đã. Đó, ô ông này to lắm. Ồ, ô ông này cũng cỡ mét mấy nha mọi người. Ô này cũng cỡ mét 2 á. Mét 2, mét 3 vậy á. À, ông này. Đốt quẹt rồi Liêm. Sốt mày á. Đưa tay nó hỏi gì á.
Ủa mình ngồi, mình đứng đây mình quay được không ta? Hả? Thạch đặt nó lên mọi người. Mình không dám lại gần. Đây cách chỗ đó cũng gần rồi mọi người. Cách chỗ gốc cây cỡ 6 mét. Rồi mình ngồi mình nấp xuống rồi. Wow, tổ ong này nó cũng non rồi. Bị gì á? Hả? Đuốc trục chặt hay vậy? Cái đuốc nó trục chặt hay vậy? Mới về còn ổ non mà. Nhưng mà nó có tàn rồi đó. Kiếm chỗ mình núp cho nó kín kín chút xíu mọi người. Tàn già à? Tàn nó cũng chưa già đâu, vừa à. À. Ô già rồi mà, sao kỳ ta? Nó giống nó ổ già rồi mà sao giống nó còn non quá ha. Có mặt đó, nó có khúc nó chám luôn đó. Mặt cũng có đó mọi người đó. À, rum gần lại cho mọi người coi nè. Rơm lại thì quá hơ mờ nha mọi người. Ủa Liêm đâu rồi? Ở đâu ạ?
Liêm ơi. Ông Liêm chạy đâu không? Núp đâu ạ? À? Mặt quá trời luôn hả? Mặt nhiều mà. Trời ơi nó bị lủng rồi, nó bị lủng rồi. Rồi. Lấy cái bịch túi có cái bịch cho sao luôn nè. Trời ơi cái chạm chồng. Cùng nó đâu tiêu ta. Đây nó chạy tà bay luôn à. Sao? Nè nó chạy tùm lum nè. Chạy tổ giờ mới như tổ non nha. Liêm ơi. Đừng có lại gần nó ra chập nó từ từ chiều hay là gần chứ giờ lại gần nó quýnh nó nha. Giờ lại gần nó quýnh đó. Chiều đó. Mình có lấy tàn không, lấy tàn cho ảnh tàn kìa. Giờ này đi, giờ này cắt đưa cho ông vàng Liêm cho. Nó đi ra tới đây luôn nè, theo ra tới đây luôn nè. Dứt phát hả? Nó về tới xuyên mọc luôn rồi. Ra tới đây nó còn bụi theo mọi người. Ba cũng còn hả? Ông trốn xa dưới trời. Ông ra xe ông ngồi luôn rồi. Bay tới đây luôn ha. Tới đây nó còn bay nè. À, bữa nay còn lành luôn ha. Anh cũng ớn rồi, lên bắt anh leo nó sao. Nó về tới sông Mộc rồi. Thôi làm gì, không làm nghề gì, đi bắt ông. Bắt ông bụng, thấy ông bỏ chạy rồi, mất dép luôn. Có lậm được dép chưa? Có lậm được dép chưa? Anh Thành hỏi là lậm được dép gì chưa à? Chạy mất dép rồi. Đó. Già luôn rồi, đứng dưới tưởng non ở nhà già. Cà lít cho mày, dạ, mày lủng lên nữa rồi. Lấy cái bọc con nhỏ đi. Lấy bọc đi. Rồi đi cứ quơ đè quơ, chảy mặt không. Có bỏ cái bịch ra lấy bọc 5kg đó. Con la nha, cắm nạt nha. Nạt xuống nè. Chảy hết rồi, xị mày. Để xị rồi đó. Cái cây đuốc nó chọt vô lủng 3 lỗ, 4 lỗ. Cái thằng này không biết kêu nó là cái nghề mà cái bọc vậy mà nó kêu bọc đừng ông mặt mà không biết luôn à. Rồi hiện ngon sĩ ngon vô tịch tay rất đỏ không luôn cái thôi cái này còn nó đã vậy là được tổ này cũng cả lít hơn lít đó nha mọi người. Nó theo luôn tới đây luôn nghĩa rồi. Đó nó giữ ghê. Đó đó, còn bay vòng nè. Cha đi sao có đóng à? Đó đó, hơi nhiều không? Hả? Thôi được rồi, bỏ đi nghỉ đi. Có quá trời qua đi. Giờ anh làm cây. Đủ đưa dao luôn cắt gãy mẹ lưỡi dao. Rồi mình tạm dừng clip ở đây nha. Hẹn em những clip sau gặp lại nha.